Có thượng tọa nói rằng thiền định thì phải làm phước thật nhiều. Nếu không lúc ngồi thiền nhiều rồi hết phước. Thiền định tự nhiên bị điên liền. Còn nghe rất không hoan hỷ thiền định mà lại mất phước. Giảng sư này khá nổi tiếng và được nhiều với kẻ idol. Uhm. Nhiều vị thiền sư á. À, khuyến khích những vị hành giả chúng ta nên tạo nhiều công đức bởi vì nhờ có những cái phước lành những cái điều thiện mà tâm của mình nó trở nên mềm mại dễ uốn nắn và những cái cặn bẩn đó, nó sẽ bị uh, tiêu trừ bớt có những việc mà quý vị không có ngờ được tức là khi mà mình bố thí được dễ dàng đó, thì cái việc giữ giới của mình đó, nó sẽ dễ hơn và cái việc hành thiền của mình đó, nó cũng sẽ dễ hơn cho nên uh, nhiều vị um, thiền sư khuyến khích các cái thiền sinh nên nên làm phước có nhiều cách ha hoặc là bố thí cúng dường hoặc là đi quét sân hoặc là mình chăm lo mình quét dọn bảo tháp hoặc là mình phục vụ khóa tu để mà mình có phước thì cái phước đó đó nó sẽ giúp đỡ chúng ta rất là nhiều khi mà chúng ta hành thiền. Tuy nhiên uh, điều đó không có nghĩa là khi mình hành thiền mình cái kiểu hành thiền hết phước này chuyện nó không có nhớ gì uh, hiểu như vậy là mình hiểu nhầm mình hiểu nhầm cái ý của vị thiền sư của một vài vị thiền sư hướng dẫn ha à, ý của à, các ngài đó là khi mà mình thành thiền á mình vẫn nên tạo các cái công đức bởi vì như vậy nó sẽ giúp cho việc hành thiền tốt hơn chứ điều đó không có nghĩa là việc hành thiền á nó sẽ làm cho mình hết phước à, chị nó không có Uh, không có một bài kinh nào trong tam tạng bao gồm cả chú giải nói rằng khi hành thiền mà mình hết phước chuyện nó không có bởi vì uh, quý vị còn nhớ là trong 10 cái nhân sanh phước á, nó có một cái đó là gì tu tiến cái tu tiến á, uh, tức là chỉ và quán tức là hành thiền á, nói nói gọn tức là hành thiền thì bản thân việc hành thiền nó cũng tạo phước thì mắc mớ gì mà mình nói là nó làm hết phước mình nói như vậy hóa ra mình tà kiến mình không có theo nghe theo lời dạy của thế tôn à, cái vấn đề tiếp theo nữa à, đó là gì à, đó là trong tăng chi phẩm búng ngón tay đức thế tôn có nói như thế này người hành thiền tâm từ dù chỉ người uh, người hành tâm từ ấy, chính xác mà nói là cái người trú trong tâm từ dù chỉ trong khoảnh khắc bằng một cái búng ngón tay thì cái phước mà họ có nó nhiều hơn gấp vô số lần người dành cả một đời để bố thí cúng dường nhớ nha cái người bố thí cúng dường cả một đời đó ai xin cái gì cũng cho cả đời như vậy đó không bằng người an trú trong tâm từ dù chỉ trong một cái búng ngón tay như vậy mà mình nói ngược lại tức là cái việc hành thiền mà nó hết phước ờ, thì hóa ra là mình đang phỉ bán thế tôn thì cái chuyện đó là không có nên và thêm một việc nữa là sư không biết vị nói là ai mà sư cũng nói hoài Đã có đôi lần sư nói đó sư không cần biết thầy của quý vị là ai dù cho vị đó là thượng tọa là hòa thượng là một vị nổi tiếng khả kính khả ái trong mắt quý vị như thế nào đi chăng nữa Uh, chứ không cần biết chứ cũng không cần biết tên của các vị đó mà mình chỉ cần biết là lời nói của vị đó đó có đúng chánh pháp hay không như vậy là đủ rồi điều này đã được đức thế tôn nói trong kinh đại bác niết bàn không có nên uh, bị uh, một người hoặc một nhóm người mà mình kính mình mến à, họ nổi tiếng rồi họ nói cái gì đó mình cũng nghe không có nên phải so nó có tương ứng với kinh và tương ứng với luật hay không ừ?